quãng đời đánh mất chương 9 phần thứ nhất cường đã mơ rất lâu anh tỉnh dậy uống một cốc nước đầy cho đã cơn khát con tàu vẫn đi sóng tròng trành xô lắc cơn xô lắc lặp đi lặp lại như không bao giờ chấm dứt khiến óc chàng trai kêu ù ù mùi dầu máy sộc vào mũi anh giống như những mũi khoan nhức nhối Khiếu giác của anh quá tinh nhạy Nó không thích ứng với mùi dầu Chỉ cần ngửi thấy một làn gió thoảng qua Đem theo mùi hôi khét của nó Là anh lại liên tưởng tới mùi tanh lợm Của những dãy xích Bị nước mặn hoen gì Của những chiếc thùng gỗ chứa thực phẩm mốc meo Của những bãi nôn Ngọn đèn trên trần đang đưa Như đánh võng Chàng trai đặt chiếc cốc rỗng xuống sàn phòng Nhắm mắt lại Và tiếp tục cơn mơ Lần này một giấc mơ nặng nề Kéo dài với đầy đủ mọi âm thanh và hình dáng Như nó đã được diễn ra trong đời thực Chàng trai đã trở dậy sau một trận ốm dậy Những sợi tóc còn sót lại lưa thưa Phủ trên vầng trán và trên sọ Tóc rụng nhiều quá Nên lớp da sọ trở nên bóng như vài sa tanh Phơi ra qua đám tóc mỏng Ngả màu hung Cường chụp chiếc mũ vải lên đầu ngắm nghía trước gương hồi lâu cho tề chỉnh rồi cường đi qua cây cầu tàu xuống cảng tàu vắng tanh không một bóng người bá tuấn hói đính và toàn bộ thủy thủ đều rời tàu từ lúc mờ sương cường nhìn quanh có ai không tiếng anh vọng oang oang trong các căn phòng và hồi âm dội lại cường gọi lần nữa tàu trường đâu Trong tàu cho tôi xuống thêm một lần nữa những tiếng vang của anh vọng vào tai anh con tàu khẽ đung đưa ngân một tiếng chuông vô thanh của ảo giác cường xốc tới từng phòng tìm kiếm Những con tàu vắng lạnh như bãi tha ma chàng trai sợ hãi hình như người ta đã trù tính giam giữ anh trên tàu họ đã bỏ trốn hết cường chạy tới cửa hầm tàu nhìn xuống Hầm tàu tối om Chỉ còn chiếc bẫy chuột há miệng chờ Và mùi ẩm mốc bay lên từ các xó xỉnh Một bàn tay kéo anh lại Cường vã mồ hôi thù hết sức răng khỏi bàn tay đó Mảng áo rách xoạt Lúc ấy Anh mới biết một chiếc đinh móc vỏ áo mình Nhưng mồ hôi anh vẫn vã ra như tắm Chàng trai leo qua cây cầu thang Hối hả như bị ma đuổi Anh vượt qua bong Lên cầu tàu cây cầu tàu rung rinh trao đảo và những gợn sóng vẽ loang loáng dưới vùng biển như có cuộc tụ hội của trăm loài rắn nước. Anh nhắm mắt, cố quên những tấm thân nhẵn bóng, trườn mềm mại như múa trên mặt nước đầy váng dầu. Sau vài phút tĩnh trí, chàng trai lên cầu tàu xuống con kẻ đá. Hai đầu gối run như rẽ, cường nín thở đếm từng bước, áo anh ướt dán vào lưng cả hai nách cũng ướt sũng mồ hôi. Người anh lúc nóng gian, lúc lạnh toát như bị giam trong hầm nước đá. Anh cắm cúi đi thẳng, không dám một lần quay lại nhìn con tàu. Nhưng có cảm giác rõ rệt là con tàu vô chủ như một lâu đài bị quỷ ám. Đong đưa dưới bến càng nhìn theo, con mắt nó nửa như cợt cười, nửa như đe dọa. Chàng trai lao đầu chạy, khoảng sân xi măng vắng bóng người phòng thường trực với ngọn đèn treo trên khuôn cửa sổ mái tóc muối tiêu của người gác càng đang cúi xuống có lẽ ông đang đọc báo những dãy nhà kho chụp từng khối đen khổng lồ lên mặt đất tất cả lùi lại phía sau hai cảng con tàu hoang giấc mơ ám ảnh cơn đau nghẹn thắt trái tim cường thấy cổ khô họng khô đến nỗi đau rát vượt qua cổng lớn anh theo con đường trải nhựa chạy ra tỉnh lộ tám trăm thước nữa vệ cỏ ướt xương trải dài phía trước óng ả à những sợi cỏ non ngập ánh mặt trời cường quay lại mặt trời đã lên ngang mũi tàu nơi lùng lẳng một chiếc neo phụ anh yên tâm đứng lại thờ hồn hển những sợi tóc lưa thưa biết chặt vào đầu dưới chiếc mũ vải chàng trai rút khăn tay lau hai thái dương và sau gáy ướt đẫm mồ hôi những hơi thở nóng hồi vẫn cuộn trong ngực anh dồn dập hai chân anh mỏi dã bắp chân tê cứng sau cuộc chạy quá sức anh ngồi bệt xuống vệ cỏ gục đầu lên gối ngủ thiếp đi rồi một khoảng thời gian trôi qua tiếng xe lặp cọc vang tới khiến chàng trai bừng tỉnh rõ ràng là tiếng xe bò bánh gỗ nhưng khi anh mở mắt nhìn nó lại là một chiếc xe lam cũ kỹ chạy dầu ma rút tiếng nổ phành phạch nghe váng tai cường đứng lên giơ chiếc mũ chiếc xe ghé sát vệ cỏ dừng lại chú đi đâu người lái xe thò đầu ra khỏi thùng máy cất tiếng hỏi mặt ông ta đen bóng nhẫy mồ hôi dưới vành mũ dạ rách cường đáp cháu muốn lên cam Ông chủ xe nhăn răng cười Chuyện mơ ngủ Từ đây tới đó phải chuyển hai luồng xe nữa Chú chịu đi không Phía sau Một cô gái mặt bầu bĩnh bỗng cất tiếng Mẹ con tôi cũng lên cam Nếu bác ưng Ba chúng tôi bao cả chuyến Người chủ xe tần ngần Bao cả chuyến hả Nhưng có chịu nổi không Đây tới đó Cả thầy sáu ngàn Cường sờ vào mớ tiền cồm cộm trong túi quần, cả tiền lương, tiền trợ cấp sóng nước, tiền đất đỏ, cả thầy cũng chỉ trên hai ngàn. Anh bảo, tôi nạp đủ hai ngàn đấy. Vậy thì lên xe. Ông chủ xe hất hàm ra hiệu, rồi rụt đầu vào buồng máy. Chàng trai vòng ra thùng xe trèo lên, chỉ còn một chỗ ngồi, sát tấm ván che hậu. Dù sao, mình cũng vẫn gặp may. Cường nghĩ, ngả đầu tựa vào tấm tôn lát phía sau. Cô gái có gương mặt bầu bĩnh, đưa mắt nhìn anh một giây, rồi quay về phía bà mẹ. Bà ngồi phía trước gần buồng máy, đầu choàng tấm khăn rộng bằng lụa trơn, chắc là để giữ cho mái tóc khỏi bám bụi. Cả hai đối diện với anh, gương mặt lẫn hình vóc họ đều hiện một cách rõ ràng. Chàng trai chợt giật mình, hiểu vì sao? Người mẹ đưa mắt về phía trước, cô con gái ngả đầu vào vai mẹ mắt lim dim có dáng dấp nào đó rất quen có lẽ anh đã từng gặp họ đường cong của khuôn cằm sống mũi những sợi mi cái đuôi lông màu sắc như vẽ của cô gái được thừa hưởng của người mẹ còn nét nhìn đờ đẫn đôi lúc thoáng qua trong đôi mắt của người đàn bà luống tuổi những nếp nhăn khổ ải dưới cuồng mắt hai bên mép Đám da bị hủy hoại nơi gò má Và hai bên thái dương Chắc chắn anh đã từng gặp họ Nếu không phải trong đời thực Cũng là trong giấc mơ Cường cúi xuống nhìn mũi giày Cố lục tìm trí nhớ Chiếc xe lam vẫn chạy rất nhanh Như một con ngựa già Nhưng hung hăng Tiếng nổ rền rĩ Chừng 10 phút sau Xe tới bến thành phố Đón thêm hai bà hàng khô rồi tiếp tục đi. Những người đàn bà trên xe bắt chuyện với nhau. Chuyện buôn bán, chuyện giá cả sinh hoạt, chuyện những người bị oan khổ, chuyện tình. Tiếng họ dì dầm, dì dầm như nước chảy. Hai bà lái buôn, hai nữ tu dòng dô dép và mẹ cô gái. Chỉ có cô và Cường là ngồi im. Khi xe đã rời khỏi thành phố, chừng hai chục cây số, những người ngồi trong xe đều gà gật ngủ họ choàng mắt thức dậy vào lúc mặt trời lặn xe dừng lại trước một thị trấn nhỏ có con sông đào với cây cầu đá chạy vắt qua nửa thị trấn ở phía tây sông nửa kia ở phía đông mặt trời chiếu hắt bóng những cây du già xuống làn nước yên tĩnh người lái xe nhảy xuống đường nhanh nhẹn như gã tráng niên gương mặt đen bóng không có dấu hiệu mỏi mệt sau cuộc hành trình Ông ta bỏ mũ xuống Dùng nó lau mồ hôi trên cổ rồi nói Nghỉ thôi Ở đây cơm ngon Gạo rẻ Chỉ phiền không có quán trọ Nhưng ghế cho thuê cũng nhiều Hai bà lái buôn nhảy xuống trước tiên Te tái chạy ra sau vườn cây bên đường Tìm chỗ đi tiểu Cô gái bảo mẹ Mẹ con mình lần trước cũng ngủ qua đêm ở đây phải không mẹ Bà mẹ đáp Con nhớ nhầm Lần trước Ta ngủ ở phố núi Nhưng dạo đem nho xuống thành phố Thì ta đến đây Cô gái à lên một tiếng Con nhớ rồi Lần ấy con ăn cơm với tôm luộc bà mẹ gật đầu Mùa tôm sông Món ăn nào cũng có tôm hết Nào con xuống trước đi Cường đã nhảy xuống Theo anh là hai nữ tu áo váy đen Lượt thượt Cô gái và bà mẹ xuống xe sau chót lúc cô quay nghiêng để đỡ chiếc làn cho bà mẹ cường chợt nhận ra cô chính là người con gái anh đã đi tìm kiếm an thiếu nữ trên bãi biển năm trước anh chỉ gặp cô trong khoảnh khắc rồi tình yêu đã khuôn định cho anh một khuôn mặt một nụ cười một dáng dấp tới giờ anh ngỡ ngàng nhìn cô cô gái không hoàn toàn khác biệt nhưng cũng cách xa người thiếu nữ trong trí tưởng tượng của anh cao lớn hơn làn da ừng nắng của con gái miệt vườn chứ không phải là nước da trắng xanh của dân thành phố. Mái tóc không còn xõa ngang lưng mà búi thành lọn phía sau, gài cây châm lớn bằng sừng. Trông cô mạnh mẽ và trần thế hơn người thiếu nữ đã được anh tu tạo bằng khối của các cơn mộng mị. Cường kiếm một chiếc ghế trong quán cơm bên đường, cách xa mọi người một chút. Anh ngồi xuống, gọi một cốc nước chanh, rồi kín đáo theo dõi hai mẹ con cô gái Họ đã theo các nữ tu Tìm giếng rửa mặt Rồi trở lại Ngồi vào chiếc bàn gần bếp nấu ăn Đối diện với hai mẹ con cô Là hai bà lái buôn Chiếc bàn họ chọn là trung tâm quán ăn Có đầy đủ các bình giấm Vịt nước mắm Xì dầu Tương ớt Cà chanh và ớt tươi Bàn của Cường chỉ trọng chơ một bát ớt tươi thái nhỏ Hai nữ tu chọn một góc khác Chỉ gọi nước quả chứ không gọi đồ ăn. Họ lấy trong chiếc làn tre mang theo thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Cuối cùng, người chủ xe bước vào, tìm chiếc bàn nhép nhúc nhất ngồi. Nhưng ghế lại có đệm, tấm đệm cũ, nhờn bóng về ghét. Ông ta ngả lưng ra phía sau một cách khoan khoái, cất tiếng gọi rõ ràng. Rượu, bà chủ nhé, với lại nửa con gà. Bà chủ quán phía sau quầy hàng, đang điều khiển một bếp lò rừng rực lửa than, vươn cổ hỏi, "Luộc hay rán ông bác?" "Luộc, nhiều hành vào." Ông chủ xe lam trả lời. Hai bà lái buôn bàn định ẩm ĩ rồi sướng các món ăn. Sau rút tới bà mẹ cô gái. Chủ quán dạ dạ luôn miệng như đệm nhịp cho các câu hỏi của mình. "Thịt bò xào cho hai bà, nhiều tỏi tây, rau mùi sống." "Dạ, dạ." canh cá chua nữa dạ dạ chờ cho tôi một chút nhé còn bà với cô ăn dưa giá thịt kho tàu thêm canh rau cải thịt nạc dạ dạ có cả cá hấp xá xíu bà và cô có dùng không xong xuôi đám khách chính bà chủ quay sang hỏi chàng trai còn anh gọi gì cho tôi biết cả thể cường đáp tôi ăn cơm thức ăn gì cũng được. Cả bốn người đàn bà quay phắt lại nhìn anh. Rồi hai bà lái buôn, tùm tìm cười. Dễ tính thế, thì vợ thương lắm đấy. Bà chủ quán cũng cười. Hay, anh cũng ăn dưa giá thịt kho tàu như bà với cô đây. Nói xong, bà tư đưa mắt liếc anh với vẻ tròng nghẹo. Cường đáp. Cũng được. Cô gái quay lại nhìn anh lần nữa, rồi ghé tai bà mẹ thì thầm. Bà ta bật đứng dậy Nhìn anh chăm chăm Những người ngồi trong quán đều ngạc nhiên Trước cử chỉ đột ngột đó Họ ngỏng hết cổ lên Nhìn người đàn bà Cả ba chủ quán Đang đảo thịt xèo xèo trên chảo Cũng dừng tay lại Tự dưng quán im phong phắc Bà mẹ cô gái dám mắt Vào mặt cường Rồi từ từ đi lại phía anh Anh là Tự dưng tim cường đập thình thình anh nói chào bà bà mẹ cô gái lắp bắp anh là có phải anh đã cường đáp tôi đã đến thăm nhà ông bà hồi trước bà dừng lại cầm tay anh một cách tự nhiên và nói anh và một người nữa đã tới nhà chúng tôi cái đêm con bé cháu hồi ấy chúng tôi rời khu kinh tế mới mới trở về thành phố Chàng trai gật đầu Vâng, người đi cùng với tôi là anh bá Trường máy dưới tàu Bà ta nói Hồi đó tôi đã nhiều lần tới càng Dình gặp hai anh Nhưng không thấy Và lại các anh nói rằng không trở lại thành phố Chúng tôi tưởng Các anh đi mãi mãi Cường mỉm cười Người đàn bà hỏi tiếp Tại sao các anh nói dối chúng tôi không muốn gia đình phải bận tâm bà ta vẫn nắm chặt tay anh ngồi xuống ghế cạnh anh nói thế thì tệ quá chúng tôi không phải thứ người vong ân bội nghĩa ăn quả na phải trồng lại cây na anh về ca mà vâng con anh kia anh bá ở lại thành phố vậy anh phải tới chơi nhà chúng tôi không được từ chối tôi không để anh từ chối đã gặp anh ở đây Không có thứ chim trời ngựa núi nào mang anh đi được nữa Bà quay lại gọi An ơi Con sang đây Mẹ con ta cùng ngồi bàn với anh ấy Chuyến đi này may mắn quá Kẻ tri ân Gặp bậc mạch thường quân Cô gái xách túi sang ngồi với mẹ và chàng trai Đám người trong quán đã rõ chuyện Thôi tò mò Cúi xuống các đĩa thức ăn bốc khói trước mặt họ Hai nữ tu ghé đầu vào nhau thì thào và nhỏ nhẹ ăn như hai con chim. Bà chủ quán bưng một mâm, cao giọng sướng. Này nhé, dưa giá, thịt kho tàu, canh cải thịt nạc. May mà chưa đánh nhau vỡ đầu đã nhận ra họ. Các vị có muốn gọi thêm cá hấp xá xíu và rượu vang không? Vang ở đây, nấu lấy, nhưng còn vượt xa vang thăng long của nhà nước. Bà mẹ cô gái nói, cho tôi nửa chai đoạn bà bảo cường từ đây tới nơi chúng tôi bạt ngàn là ruộng nho mai đi đường anh sẽ thấy rượu vang vùng này ngon từ ngày có nghề trồng nho và nấu rượu người ta lên nhà gác hai ba tầng âm âm tối hôm ấy họ ngủ ngay trên hè phố mỗi quán cơm và giải khát đều có năm bảy chiếc giường bạc với chăn màn cho khách qua đường thuê ngủ đêm chủ quán treo một cây đèn ba giây lên đầu hồi làm đèn gác cho khách họ thuê vài thiếu niên đánh tam cúc hoặc bài tây canh chừng bọn trộm vật hành lý dưới lòng đường những cỗ xe lam nằm nối đuôi nhau bên cạnh vài ba cỗ xe thổ mộ xe nào xe nấy đã hạ càng lũ ngựa được trói dưới một gốc cây xa xa tha hồ phóng uế và nhai thóc hai bà lái buôn vừa uống nước xong đã ngủ ngay các nữ tu ngồi dì dầm trò chuyện khoảng nửa giờ Rồi cũng lặng lẽ chui vào màn Chỉ còn mẹ con cô gái với Cường Họ kể cho anh nghe đoạn đời vừa qua Từ buổi tối hôm ấy Gia đình họ đã vượt qua được cái hố của bần cùng Họ tậu một căn nhà gạch nhỏ ba buồng trong phố Mở quán bán chè thập cẩm Và theo đan thuê Ông bố đã có tiền mua thuốc chữa phổi Bà mẹ lo làm ma cho đứa con trai cuối cùng bị tai nạn giao thông họ sống những ngày no đủ nhưng nỗi kinh hoàng thi thoảng lại ám ảnh rời khu kinh tế mới về họ chưa có hộ khẩu nên quán giải khát dù đã mượn tên một gia đình thân thuộc đứng tên đăng ký nhưng vẫn luôn luôn bị chất vấn đe dọa thuế má leo thang vùn vụt cộng với trăm thứ chiêu tiêu phí tổn khác khiến vốn liếng mòn thành phố chủ trương dân khai hoang quay về thành phố không được phép nhập khẩu nếu ở lại, mãi mãi họ sẽ chỉ là loại dân vô thừa nhận. Gần năm sau, một người bà con xa về thành phố cất hàng tới chơi. Ông ta hỏi thăm cảnh ngộ và khuyên họ tới vùng đất mới làm ăn. Vùng đất mới sẽ hái ra vàng, nghề trồng nho và nấu rượu vang sinh lợi chắc chắn hơn mọi nghề khác. Nếu thua kém, nó chỉ thua kém nghề đào vàng, nhưng bù lại, nó không bắt con người phải hứng chịu lam sơn, chướng khí Hai vợ chồng bàn định một đêm, sáng hôm sau đã quyết. Trong vòng 10 hôm, họ bán lại cửa hàng, tủ mẫu quần áo thêu và mọi thứ vật dụng khác. Thuê một chuyến xe lam, rời tới vùng đất mới. Người bà con dẫn đường, ông ta có thế lực, lại tinh khôn. Chẳng bao lâu, ông ta đã thu xếp cho họ một cuộc sống ấm êm, thịnh vượng. Hôm sau, người chủ xe đánh thức khách hàng quá giang từ lúc gà gáy sáng chủ quán đã kịp nhóm lò đun nồi nước dùng sùng sục để bán phở sớm mọi người ăn xong lên xe đi lần này bà mẹ cô gái dành chỗ ngồi bên cường dọc đường bà hỏi chuyện chàng trai như một người thân cũ chứ không phải là một kẻ mang ơn cô gái ngà đầu vào vai mẹ chăm chú nhìn anh với vẻ vô tư của con trẻ hai má cô ừng hồng vì nắng phủ lớp lông tơ phơn phớt như trái đào Món tóc mai vương dưới vành tay tròn, xinh xắn. Cô mặc chiếc áo lụa xanh, màu áo phản chiếu lên đôi mắt lớn trong veo. Dường như trong đôi mắt đó, có bóng của bao nhiêu vườn nho rủ xuống. Cường trở thấy hình ảnh cô bé An, anh đã vẽ trong tâm trí nhòa đi chứ cô An bằng xương bằng thịt. Chỉ cách anh một tầm tay. Anh nhớ buổi tối anh tìm cô ở xóm trài. Khi anh rời căn lều có bà già tốt bụng trở về, anh đã cô đơn biết bao Buồn bã biết bao Khi lang thang trên các vỉa hè thành phố Anh có ăn quýt không? Ngọt lắm Nửa chừng câu chuyện giữa anh và bà mẹ Cô bé chợt cất lời Cô lục trong làn Lấy ra mấy quả quýt Chìa cho anh Người đàn ba mỉm cười Còn sáng ý đấy Mẹ mài chuyện quên mất Kia mời anh Thứ quýt này được nước nhất vùng Cường cầm quả quýt trong tay cô gái Tay An chạm vào tay anh một cách vô tình Cô vội rụt tay lại và đưa mắt nhìn vào hai nữ tư ngồi đối diện Họ tới nhà cô vào lúc 3 giờ chiều Từ nhà cô tới Cam còn bốn chục cây số nữa Một ngôi nhà nhỏ nhưng rất đẹp Xây bằng đá trắng, mái lợp ngói âm dương Vườn nho vây quanh và chạy dài về phía sau Thành những ruộng nho vuông vắn Được phân cất bằng những bờ cỏ đất ruộng thấp hơn đất vườn giàn nho cao cỡ hai mét rưỡi đan bằng tre đặt trên các cây cọc gỗ chắc chắn nho trắng và nho đỏ tất cả đều đang chín giữa các ruộng nho trên nóc nhà ngất nghều những thằng nộm cầm cờ đuổi chim và đuổi rơi cường đã dừng lại trước ngôi nhà ấy lặng đi trong cảm giác bình an mà anh chưa bao giờ có được cảm giác của con người về với cõi sống thực của mình cảm giác của các thiên sứ trở lại thiên đường của những mãnh thú đã tàn lực sau khi vượt qua cơn hồng thủy tìm được khang ổ thân quen nơi nó sinh thành và trú nóng bà mẹ cô gái phải dục hai lần cường mới bình từng cơn mê bước theo chủ nhân vào nhà ông chủ người nghệ nhân có đôi tay vàng đã nhận được anh ngay ông ta không còn gương mặt ám khí của cơn bệnh đã thành một trong những người đàn ông đẹp nhất thế gian ông ta hân hoan đưa anh vào nhà việc đầu tiên là khoe với anh hàng chục pho tượng gỗ đứng trên bàn thờ trong tủ trên các giá gỗ như một viện bảo tàng nhỏ cường sống trong gia đình ấy một tuần lễ khoảng thời gian ấy chàng trai quên mùi tàu bè mùi biển quên cơn say lắc quên tiếng cười độc ác của gã thủy thủ đính quên nỗi nhục nhằn của mình một tuần lễ quãng đời thực của anh bóng mát của các giàn nho mùi gió đồng phóng khoáng ánh nắng rọi trên bờ cỏ ướt sương tiếng chim gọi bạn ban chiều bữa cơm vui vẻ dưới ánh đèn tiếng cười của an bàn tay cô đưa cho anh trên các lối đi lỗ đỗ bóng nắng một tuần lễ đã qua cường chợt nhận ra rằng anh không thể ở lại thêm theo phép lịch sự và lại anh còn phải lên cam thăm ông bố ốm anh nấn ná người ta sẽ đặt những nghi vấn về đạo đức làm con sáng ngày thứ tám an đứng chờ bên đường vẫy xe cho anh khoảng 9 giờ một chiếc thổ mộ chở cá mắm khô và muối ngược lên cam cường chào giã biệt gia đình cô gái lên xe anh có trở lại đây nữa không an hỏi có sẽ trở lại nhất định anh sẽ trở lại cường đáp anh cúi xuống xe, siết chặt bàn tay An lần cuối. Chiếc xe đã truyền bánh, cô gái còn chạy theo, ném lên một túi nho. Rồi cô đứng bên vệ cỏ, cất tiếng. Anh tới chưa? Anh sẽ tới, cường đáp. Tiếng anh vọng lại phía sau. Anh nhìn theo An mãi cho tới khi cô chỉ còn nhỏ như cái chấm sau làn bụi trắng. Xe chạy, mỗi lúc mỗi xa rời vùng quê những vườn nho, những ruộng nho đã khuất sau dài đồi hẹp. Phía trước lại là một miền đất mới. Ở đây, người ta trồng tỏi, trồng ớt, chỉ lác đác mới có ruộng nho. Làng xóm khuất khúc giữa các ngà đường vào các trái đồi, các vòm lá rủ bóng trên hàng rào nở đầy hoa thạch thảo tím. Cường trù tính, chỉ còn 10 cây số nữa là tới cam. Bộ mặt thiều não của bố anh hiện lên với đôi mắt cồn cao trông đợi. Anh sẽ hỏi anh đã làm được những gì, đã leo lên được chức cấp nào trong nghề tàu biển. Cha anh sẽ tuôn ra tràng ra những kỳ vọng mà ông đã đặt vào anh. Cha anh sẽ rót vào tay anh như một cái máy hát cũ, quay đi quay lại không mệt mỏi một chiếc đĩa cũ. Nào là sự nghiệp vẻ vang của ông thủy sư đô đốc ngày xưa, nào là ngưỡng vọng của cả dòng họ, nào là trách nhiệm phục thù và đằng sau tất cả cái mớ những khao khát những tin cậy ấy là cuộc đời thê thảm của anh chiếc mũ nặng nề của số phận chụp xuống khiến anh chết lút trong đầm lầy tại sao tại sao anh có thể sống một cuộc đời êm ấm trông nho hay khắc gỗ bên người con gái anh yêu cuộc sống ấy cho anh được làm người thực sự con người sáng tạo nên giá trị thực của mình những trái nho hay bức tượng đẹp chẳng lẽ không được đặt ngang giá với chiếc mỏ neo vàng trên mũ ngài thủy sư đô đốc hay sao có lẽ quãng đời đã qua là quãng đời bị đánh cắp như con chim tòng phục mù loà không cất cánh lên trời cao mà đâm đầu vào vách đá cho tới gãy cánh trụi lông cậu tới phố nào đây người xã ích cất tiếng hỏi đột ngột khiến cường này bật lên chàng trai thấy mái nhà thờ thị trấn ngay trước mắt mình đã đến cam chỉ còn vài trăm thước nữa là tới nhà anh cường rút sẵn tiền trả cho chủ xe chỉ cho ông ta rẽ qua ngã tư dăm phút sau hàng cây hao lá thưa đã hiện ra ven đường anh nhảy xuống bước xăm xăm vào cổng hai cánh cổng mờ toang như sẵn sàng chờ ba ơi chàng trai cất tiếng gọi không có ai đáp ba ơi cường lặp lại lần thứ hai và bước vào nhà cửa chính cũng mở lúc ấy nghe tiếng chân ở phía sân sau lão ngạn từ trong vườn chạy lên ơi lão dừng lại trước mặt con trai thờ hồng hộc một tay lão túm lưng quần tay kia níu áo anh cường hỏi ba làm gì sau vườn thế lão đáp ba đi tiểu ruột gan dạo này hỏng Môi lão tái nhợt Lão vẫn giữ chặt tay áo cường Như sợ anh bay đi mất Vào nhà đi con Hai cha con vào ngồi bên nhau Cường im lặng Còn lão ngạ Chăm chăm nhìn con trai Ánh mắt dò dẫm vào phấp phòng Ba chờ Chờ lâu quá Không thấy thư từ gì Còn đi một chuyến đường dài Vừa với thành phố Hồi Ở chỗ con bích Hai ba lần ba tới càng, mà không gặp con. Vâng, có lẽ lúc ấy con đi vắng. Dạo này, con ra sao? Cũng thường, bà. Đã có tiến bộ gì chưa? Đã được cất nhắc gì chưa? Bà mong quá. môi lão run run, đôi mắt vàng đục ngước nhìn anh, hào háo như mất quả nhìn mồi. Cường đã thuộc lòng những lời lẽ tiếp theo bao giờ con được bổ nhiệm thủy sư đô đốc danh tiếng nức tiên hạ có người bưng hòm khiêng trắp như ông nội ngày xưa con sẽ xây lại tà nhà nghi nga của ông và cha con ta sẽ trở lại thành phố chao ôi giấc mơ quỳ ám cái khát vọng đã đầy đọa anh không được sống kiếp người cường hất tay lão ngạn đứng bật dậy lão nhìn con trai ngơ ngác anh đang đứng trước mặt lão run lầy bẩy mồ hôi nhỏ thành từng dòng hai bên thái dương gương mặt anh co rúm lại thoát đỏ thoát tái nhợt dường như nó đang phải chế ngự một cảm xúc nào đó rất khủng khiếp mắt anh lóe lên chợt tối sầm rồi lại bắn ra những tia lửa thù hận lão ngạn lắp bắp làm sao làm sao cường vẫn câm lặng tiếng tắc lưỡi của một con thạch sùng vang lên trong căn nhà chợt Chàng trai giật mạnh chiếc mũ vải trên đầu và cất giọng the thé. Thế này đây, như thế này đây. Giọng anh ta sai lạc như tiếng đàn sai cung bậc, nghe ghê tai. Anh nghiến chặt hai hàm răng rồi nói tiếp. Con đã trở thành một người như thế này đây, bà hãy nhìn xem. Lão ngạn nhìn lên đầu cường, bất tiếng kêu. Đầu anh rụng như gần trụi chỉ còn ít sợi tóc cỗi màu hung lư thưa dán vào lớp da sỏ với bộ tóc ghê rợn ấy trông con trai lão như một lão già quái thai có bộ mặt thiếu niên cường vẫn chăm chú nhìn lão và nói tiếp con sinh ra không phải để làm thủy sư đô đốc mãn kiếp con cũng chỉ là một gã thủy thủ tôi mãn kiếp con chỉ là một thằng long tong sai vặt dưới tàu lau rửa sàn tàu và bẫy chuột không một tàu trưởng nào cần con phụ tá Không một trường máy nào muốn truyền nghề cho con Đến thủy thủ thường Con cũng không tròn trách nhiệm Con không chịu được sóng gió Con không thích hợp với cuộc sống tàu bè Thiên hạ khinh bỉ diễu cợt con Con không thể nào Tới đó Chàng trai ôm cái đầu trội tóc Ngồi khóc Lão ngạn trở lại bình tĩnh Mặt lão đỏ bầm Lão hét lên Mày Ra mày hèn như thế Mày thối chí Mày không chịu noi gương của ông nội ngày xưa Cường ngẩng đầu lên Mặt anh đầm đìa nước mắt Không chịu nói theo ông thủy sư đô đốc Vậy thì tại sao ba không noi theo ông ấy Ba cũng có một cuộc đời Ba cũng có mấy chục năm Để thực hiện giấc mộng vàng của ba Lão ngạc tắc học Mặt ngây ra rồi lão nghiến răng kèn kẹt và túm ngực áo con trai Lão bắn ra một tràng chửi rủa Thằng khốn kiếp, thằng mất dậy Mày dám cãi lại tao Tao đã trở thành thủy sư đô đốc Tao đã trở thành một người lừng danh Mọi người phải kính nể Nếu tao không bị số kiếp đầy đọa Nếu như tao là một người đàn ông mạnh khỏe như mọi người Cường kêu lên Vậy bà đã tự tha thứ cho ba Tại sao ba không tha thứ cho con Còn sợ sóng nước Con hãi hùng kiếp sống lênh đênh trên biển Còn sợ những hiểm nguy rình rập Con không phải là kẻ có khả năng Để trở thành thủy sư đô đốc như ba mong Lão ngạn gầm lên Mày là một thằng con trai khỏe mạnh bình thường Nhưng mày hèn Mày thối chí Cường van vì Trời đã sinh ra con như vậy Không thể đổi thay con có thể kiếm được những đồng tiền lương thiện cho ba. Nếu con trồng nho, khắc gỗ hay đi dạy học tại một trường cấp 2, cấp 3 nào đó, tại sao ba không thể chấp thuận? Những đồng tiền ấy cũng ngang giá những đồng tiền mang từ tàu biển trở về. Lão ngạn lại rít lên. Mày là một thằng hèn, tao không ngờ đã sinh ra một đứa con trai hèn mặt như mày. Mày không thể hình dung được ngày xưa ông nội mày đã sống hiên ngang, vương giả như thế nào. Cả một vùng sáu tình phải cúi đầu nề phục Bất ngờ Chàng trai vùng đứng lên Anh vẫn khóc Nước mắt ròng ròng chảy Mồ hôi cũng ròng ròng chảy Hai bên thái dương trụi tóc Mặt anh co rúm lại Mặt mẹ cái cuộc sống vương già của ông thủy sư đô đốc, đốc ngày xưa Còn ba Nếu ba hối tiếc vì đã sinh ra con Thì ba lại lấy lại nó ngay bây giờ Rào đây Cứ một đường ngang cổ là xong con cũng đang ao ước như thế Chết đi là yên chuyện Ngủ một giấc vĩnh viễn Không phải chịu đầy ải vì gánh một gánh nợ oan khiên Cường với con dao phay Lão ngạn vẫn dùng chặt thịt Hoặc chẻ che chìa ra Lúc ấy anh thèm khát cái chết thật sự Thèm khát được lìa bỏ kiếp sống khổ này Thèm muốn được cách xa mãi mãi người đã sinh ra anh Kẻ gần gũi nhất, thân yêu nhất Mà cũng làm anh kinh hãi nhất trên cõi đời Chàng anh trợn mắt nhìn anh Rồi ông vớ lấy chiếc bình cắm hoa cổ trên bàn Ném thẳng vào mặt đứa con trai Thằng khốn kiếp Quân lộn đầu quay cổ Mày giết tao Cường bỗng bật khóc hu hu Chàng trai quăng con dao xuống đất Chính bà Mới là người giết con Bà đã cướp quãng đời trai trẻ của con Anh lao thẳng ra sân Ra đường Một cái ức ngực vạm vỡ có vành đai trồm lên trước mặt anh. Trên đó là cái đầu ngựa với bờm dày phủ xuống, tụ lẹ trên chóp trán, lác sạch như mắt người bị trúng gió. Gương mặt méo đi vì sợ hãi của người chủ xe, tiếng hét thất thanh và muộn màng. Tất cả cùng hiện ra một tích tắc. Cường nhìn rõ hai chân trước của con ngựa cùng trồm lên, lơ lửng giữa khoảng không trước khi chúng đạp xuống đầu anh, bóc tụt một lớp da sọ và những sợi tóc lưa thưa máu trào ra khỏi miệng anh, chảy lênh láng trên mặt đường, máu rất ấm và có vị mặn. Thế là xong. Chàng trai lầm bầm. Sau đó, lưỡi anh cứng như nước đá và anh không thể há miệng ra được nữa. Nhưng con ngựa vẫn kéo cỗ xe vượt qua. Anh nhìn thấy cái bụng căng phồng của nó với lớp lông trắng ngà, có vài con mòng bám anh sợ hãi chân sau của con vật sẽ dẫm nát mặt mình không không thể bước vào cõi vĩnh hằng với khuôn mặt bị dẫm nát biến dạng đi như thế chàng trai cố thu tàn lực kêu to tránh ra tránh ra có ai đó lay vai cường lại có tiếng gọi bên tai anh chàng trai ú ớ nhưng phải một lúc lâu sau anh mới mở mắt ra nổi bá cúi xuống hỏi cậu mê khiếp quá từng chưa? cường gật đầu. anh không thể nói được. toàn thân giãn rời và ngực chịu nặng như có đá đè, ngay thở cũng khó khăn. bá đặt tay lên trán cường và nói vẫn còn sốt. đã hai ngày nay không chịu ăn uống gì. dợ, cậu phải uống đến một cốc sữa. anh đứng dậy lấy phích nước sôi pha một cốc sữa nhỏ ép cường uống. uống xong chàng trai thấy tay chân mình ấm hơn lên. Anh thở bớt khó khăn Nhịp tim không còn thúc từng hồi như trống gõ Nhưng lúc cường tình cũng là lúc anh ý thức được giấc mơ vừa trải qua Cảm giác tủi nhục dâng đầy Nước mắt trào ra, giàn ruộng Bá hỏi Mê cái gì mà khóc mãi Không Cường đáp yếu ớt Nhắm mắt lại Nhưng nước mắt như những dòng suối nhỏ Tuôn không ngừng chàng trai hiểu rằng hạnh phúc anh vừa trải qua chỉ ở trong giấc mơ cả sự phản kháng của anh cũng chỉ có ở trong trí tưởng tượng những vườn nho có thật trên cõi đời nhưng anh không đủ sức để đi tới đó anh bị lún chìm trong đầm lầy dưới chiếc mũ của số phận nghiệt ngã thượng đế sinh ra anh như một sinh vật thiếu hoàn hảo vì chỉ bơm vào các huyết quản dòng máu của sự phục tầm Phần thứ hai Mưa nhỏ từng giọt dài Từ mái tranh rớt xuống Giọt này tiếp giọt kia Không ngừng nghỉ Đám bùn lẫn phân trâu dưới chân cầu thang Giữa ra dưới mưa Chay thanh từng dòng ngoằn ngoèo Sang bên kia đường Gọi là đường Kỳ thực chỉ là lối đi bộ Rộng cước chừng vài thước Nằm giữa hai dãy nhà sàn Những dòng bùn lẫn phân trâu Màu cỏ úa tràn qua mặt đường lách dưới chân cột của dãy nhà sàn bên kia, rồi tan trong mưa, thấm xuống vạt đồi nghiêng nghiêng, chảy tới bờ suối. Ông già kim cất tiếng, trời mưa này, cán bộ không qua được suối đâu. Trọng đáp, bác đừng lo, tôi sẽ chờ tới chiều, có thể nước rút sớm hơn ta tính. Ông già lắc đầu, không, suối này đã dâng lũ, nhanh nhất cũng hết ba ngày. Nó như người đàn bà của mình Sống lâu thì thuộc tính thuộc nếp Bác ở đây bao năm rồi 28 mùa đông Ông chủ đáp Rồi lại cúi xuống Gọt chiếc tàu bằng sừng Những nếp da màu đồng hun chảy xệ hai bên cổ Trọng nhìn qua màn mưa trắng xóa Thấy con suối lờ mờ Như một vệt chì màu đỏ dưới chân dài đồi Bờ bên kia đã là cửa rừng cây danh thằng hàng xanh thẫm ông già đã sống ở đây hai mươi tám năm có nghĩa cái làng đã lập được hai mươi tám năm trước đó họ ở một vùng khác trọng bất giác đưa mắt nhìn ông già kim xe lòng cuộc sống của con người ở đây thật cơ cực hồi mới tới anh bàng hoàng vì không tin ở mắt mình chừng năm chục mái nhà sàn lợp cò tranh khung nhà kèo bằng những cây gỗ nhỏ không đẽo gọt sàn ken cành cây hoặc tre cao chừng 80 phân. Bên dưới, lợn bầy lội bì bõm trong lớp phân và bùn. Châu bò cột ngay chân cầu thang, phóng quế bừa bãi. Đàn ba để ngực trần, những bộ ngực bị nắng hun và sinh nở dày vò, trông thảm thê. Mười người có đến tám người luôn luôn điệu một đứa nhỏ sau lưng, trông không lớn hơn chiếc phích bao nhiêu. Lũ trẻ, ló đầu khỏi tấm vải điệu, mặt chúng già cân, vàng úa vì thiếu dinh dưỡng và những đôi mắt chúng tròn và nhỏ rất kém linh hoạt với cái nhìn thâm u đờ đẫn có lần trọng cầm tay một đứa bé lên cẳng tay nó nhỏ như một khúc tre cỗi tiện ra ra nhăn lại vùng này đất đai cằn người ta sống bằng nghề làm nương và đốt than đắn củi rừng đã bị tàn phá trơ trụi phải đi hết hai ngày một đêm mới tới nơi đắp được hầm than họ ngủ qua đêm trong các lán tranh hoặc hang đá hôm sau đắn cây ù trong hầm mà đốt ngọn lửa thiếu dưỡng khí được nuôi âm ỉ trong một quãng thời gian định ước tùy theo từng loại gỗ làm than và tùy theo tiết trời rồi họ múc nước suối dập lửa cơi than bỏ vào bao tải gánh về thành phố bán công việc vất vả đường xa Món tiền bán một gánh than không thể mua gì hơn ngoài gạo, muối và dầu thấp Những nhu cầu thiết yếu với đám dân miền núi Trong một đợt kiểm tra số hàng được điều phối về huyện Anh thấy thiếu hụt rất nhiều thứ hàng có phẩm chất cần thiết cho đời sống Ngược lại tình tống về huyện hàng chục mặt hàng xa xỉ nhưng đã bị hủy, hủy hoại hoặc không thực tế Những váy áo lót, những thứ áo khoác, khăn trùm cũ hoặc lỗi mốt từ khắp các thành phố châu Âu nhặt nhạnh về trong đống hàng của lòng từ thiện ấy. Cái gì tốt, cái gì hơi, các bà các chị trên thành phố đã nhanh tay thu cất. Họ gửi cái mớ tạp nham sót lại về đây. Trọng nhìn những người dân gánh than đi qua cửa hàng. Mưa bụi khiến than đen nhèm trên tay, trên váy áo họ. Những cặp vú đen nhèm, thõng thẹo chảy trên cặp váy. Tóc họ màu hung đỏ sơ sắc vì dãi nắng. Con gái chưa biết điểm trang, Ngoài những thứ vòng bạc lớn nhỏ đeo trên cổ tay Thì thoảng Có những cô có gương mặt đẹp Với đôi mắt âm u của đêm rừng Trong những trang phục xoàng xĩnh bằng vải đen đã ố Những dấu vết không tẩy xóa được Của một cuộc sống lầm than Họ khiến tim anh nhói lên Anh không thể nhìn họ một cách lãng mạn như xưa Đám người lạc từ xứ sờ của chim trích về Anh nhìn họ Như chính một phần da thịt của cõi đời cái phần hoang dại và thùy chung, cái phần bị lãng quên, cái phần bị thua thiệt. Trọng đã làm công văn gửi lên ti, đề nghị phân phối hàng một cách hợp lý và nhanh chóng có hiệu quả để góp phần cải thiện đời sống của dân miền núi Bảo Lai. Những người có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, những người đã từng gùi muối, gùi đạ, cõng thương binh ngoài mặt trận. Cõng văn, công văn thống thiết của anh, ba tuần sau mới có hồi âm. Đã nhận được ngày 17 tháng 6 đang nghiên cứu chờ giải quyết. Trọng mỉm cười, anh hình dung ra tờ công văn của mình được truyền từ bàn nọ sang bàn kia trong chiếc cặp 3 giây kẹp hồ sơ của ông cán bộ này tới ngăn kéo của ông thủ trưởng kia. Nghiên cứu chờ giải quyết, sự chờ đợi luôn luôn có mùi bụi mốc meo, mùi cứt rán và mùi nước đái chuột. Bọn họ giờ đây đang bận rộn tối ngày, đang bận bị với trăm thứ việc, tất cả chuẩn bị cho cuộc họp đảng ủy toàn ngành, rồi tiến tới đại hội tình đang bộ. Ai còn là tình ủy viên, ai len được vào ban thường vụ tình ủy, ai trượt mất chức vụ cũ. Trong cái huồng quay rối tinh rối mù ấy, liệu có ai chợt nhớ tới một khoang rừng cũ, mờ mịt mưa bay. Ông giả kim chợt khá lên một tiếng khoan khoái, ông đã chuốt được phần nõ của một chiếc tàu sừng giờ đây nó bóng mịn như một thứ sa tanh màu đen ông dắt chiếc tàu vào lưng quần bảo đói rồi đi ăn thôi ngước mắt nhìn ra đám mưa trắng xóa ông nói thêm tôi đã bảo đúng chưa không qua được suối đâu phải chờ hai ngày nữa ông kéo trên bếp xuống chiếc hang gô mỹ cũ đã móp mở nắp trong hàng gô là ngô bung Ông giả kim lấy một chiếc thìa gỗ muôn do tay ông gọt Cẩn thận xẻ ngô bung vào hai chiếc bát nhựa Mắt chăm chú Ông cố gắng xẻ hai phần thật đều Không rơi ra ngoài một hạt nào Rồi thò tay vào vò quả bầu nậm đầy bụi cho Ông lấy một nhúm muối Rắc đều lên hai bát Ăn đi Bác ăn đi Trọng đáp Bưng bát ngô bung lên Anh không dùng thìa mà nhóm từng hạt ngô bỏ vào miệng. Ngô bung đã khô nước, hạt rời, những hạt muối màu xám của cho lẫn vị vừa mặn vừa trang chát. Bất giác anh đưa mắt nhìn quanh gian nhà vách gỗ, những chiếc mạng nhện ám bổ hóng bị mưa tạt run dày khắp các góc nhà. Các kẽ gỗ nứt và hở được chát bùn khô, giờ ngả màu vị ẩm. Sát bức vách đối diện, vài bộ quần áo của chủ nhân vắt trên sợi dây xong trên giường hai chiếc chăn giả dạ cũ cuộn thành đống không có gì hơn trọng sực nhớ một ý tưởng đã từng đóng đinh vào óc não anh với các chàng lính thời kháng mỹ hết chiến tranh hạnh phúc sẽ tới mọi nhà hết chiến tranh đất nước sẽ giàu có phồn thịnh hồi ấy họ đã tin vào nó như tin định mệnh một quy luật tất yếu cả đã được ăn thịt nhím chưa ông già kim bất cất tiếng hỏi trọng đáp có hồi trên rừng tôi được ăn vài lần ngon lắm ông già nói năm trước tôi bắt được một con nhím lớn lắm một thau đầy thịt bốn người uống rượu hết đêm trọng hỏi ở đây gạo nương ít ngô cũng ít sao còn nấu rượu ông già đáp mùa đông lạnh lắm phải có rượu mới sống nổi lửa đốt bên ngoài không cứu được phải có lửa tới bên trong trọng bảo không có cách nào làm thêm ngũ cốc mà chăn nuôi hay sao ông già lắc đầu chịu rừng lụi rồi xa tít thay ngày núi mới kiếm được hòn than nương ở đây chỉ bằng bàn tay trời không cho lúa ngừng một lát suy ngẫm ông già nói bên kia dãy núi đi bày ngay đường tới một vùng đất tốt lắm. Nghe nói, người ở đấy uống rượu gạo, ăn thịt nướng quanh năm. Họ có cả áo len, áo bông như người dưới phố. Nghe nói, nhà ở đấy cột lớn bằng bánh xe trâu, cao 10 người trông lên đầu nhau vẫn chưa tới nơi. Muốn leo lên sàn phải qua 27 bậc thang. Nhà họ không có lợp tranh, mà lợp đất nướng, gió không thổi bay, mưa không tưới mục trẻ con ở đấy cũng có giày đi cũng có mũ đỏ mũ xanh đội trọng hỏi cũng trong huyện bảo lai này ông già lắc đầu không đất khác trọng hỏi bác chưa tới bao giờ ông đáp có ông đáp chỉ có hai đứa con trai được đặt chân lên đất ấy giờ chúng nó qua ai lao nhưng chúng nó kể chuyện cho chúng tôi nghe, giá còn trẻ, tôi cũng thử tới đấy xem sao, nhưng giờ mặt mà... nhưng giờ má đã nhăn, gối đã mỏi, ngại lắm, mà sống ở đây cũng đã quen. Trọng đặt chiếc bát nhựa xuống bếp, nhìn ngoài trời, mưa vẫn tuôn chảy hoài, không mệt mỏi, những dòng nước đục ngầu phân và bùn rác vẫn vượt qua đám cỏ ven đường, tràn xuống bờ dốc nghiêng nghiêng bên kia. Ở dưới những sàn nhà, lũ lợn đứng nép vào nhau giữa đám bùn, dương mắt dòng tai nhìn mưa. Còn nào con đấy, mặt già nhăn, da bụng chảy xệ, hai vai nhô lên gầy trơ xương. Vùng đất đói, người đói, con vật nuôi cũng đói. Nhưng người ta cam chịu ở đây vì thói quen. Thói quen, có lẽ đó là một trong những sức mạnh hủy diệt con người có ai đang tới kia ông già kim vừa cúi xuống thổi lửa đã ngừng lên chỉ cho trọng thấy một bóng người đang tiến vào đường thôn có lẽ đó là một người đàn ông cao lớn mập mạp anh ta dắt xe đạp trùm vài mưa trông như một con gấu màu xanh ông già kim và trọng đưa mắt dõi theo người lạ tiến thẳng về phía căn nhà sàn của họ tấm vải mưa chùm kín đến tận mắt nên Trọng không nhận ra được đó là ai Người khách lạ đặt xe dưới chân cầu thang Rồi leo lên Bước chân anh ta làm cả căn nhà rung chuyển Các cây cột vặn vẹo Kêu cót két Cót két Trọng nghe tiếng người khách cởi tấm vải che mưa Rũ soàn soạt Rồi mới vào nhà Anh ta xây lưng Cẩn thận móc tấm vải đi mưa vào một mắt gỗ trước cửa Rồi mới quay lại chào họ Chào bác Kim Chào anh Trọng đưa tay cho hoan người trợ lý kiêm phó cửa hàng có chuyện gì mà cậu lội tới đây hoàn lăn một khúc gỗ tới gần bếp ngồi xuống có việc đoạn anh quay đầu lại ông chủ nhà bắt cười lửa to lên một chút rét quá cháu lội 4 giờ liền mới tới đây ông Kim bảo đói bụng không hoàn đáp cháu có đem theo lương thực rồi anh mờ túi rết lấy ra ba bộ bánh mì ướt một nắm cơm lớn với gói ruốc cá kèm theo ông già kim chất thêm củi vào bếp ngọn lửa réo xoắn suýt vui vẻ đói quá ăn đã anh trọng hoàn bảo rồi nhanh như sóc anh ta kiếm que cười than thành đám nướng lại ba chiếc bánh với nắm cơm lửa than và kịp xám lấp vào bánh bên ngoài Hoàng đã mở gói giúp cá, đặt lên một khúc gỗ gần đó. Nào, bà kín nữa. Ông già không đáp, lặng lặng ăn cơm với giúp cá, trước rồi bẻ bánh mì ăn sau. Khi cả ba đã thu dọn sạch chiến trường, ông già kim bưng chiếc son nhôm đun nước uống. Một thứ tổng hợp các loại lá rừng thay cho chè, vị ngai ngái, thơm và chát nhẹ. Ông rót nước ra từng chén, mời mọi người. Lúc ấy, Hoan mới thở một hơi khoan khoái. Lại đến đây, em đói run cả chân tay, không muốn mở miệng nữa. Anh rút bao thuốc, chia cho ông chủ nhà và châm một điếu cho mình. Anh trọng vẫn cai thuốc đấy chứ?" Trọng cười. "Không, bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ hút lại." Anh tự rút một điếu châm lửa từ tay người trợ lý. Hồi mới thuyên truyền lên bảo Lai, một trong những biện pháp thử bản lĩnh tồn tại của anh là bỏ thuốc. Tắm nước lạnh buổi sớm được coi là biện pháp thứ hai. Biện pháp thứ ba là luyện yoga. Cả ba thứ, trọng đã thực hiện. Anh vẫn giữ được một nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi, hỏi hoan. Bây giờ no rồi, phải bàn tới công việc. Có chuyện gì ở huyện phải không? Hoàn lục túi, đưa cho anh tờ công văn triệu tập cuộc họp đại biểu toàn ngành. Sau thắng lợi của các thủ lĩnh ngành thương nghiệp tại cuộc họp tỉnh đảng bộ vừa rồi, người ta tổ chức một hội nghị biểu dương thành tích đó, cũng là dịp bổ nhiệm, cất nhắc một số trường phó cửa hàng mới, thuyền chuyển công tác cho một số người này và làm thủ tục về hưu cho một số người kia. Một hội nghị thương nghiệp toàn tỉnh có tầm quan trọng như công văn đã viết. Địch danh đại biểu tham dự được ban tổ chức ghi sẵn, Chu Thanh Hoàng, hội nghị kéo dài trong 3 ngày. Các buổi tối có dạ hội và triển lãm sáng kiến. Tối cuối cùng có tặng phẩm cho từng đại biểu, một suất chiêu đãi của tình và văn công trung ương phục vụ. Toàn bộ chi phí tàu xe, các phương tiện sinh hoạt do ban tổ chức đài thọ. Một dòng chữ chua thêm bên dưới, xin mời đích danh đại biểu tham dự. Trọng trà tờ giấy cho Hoan, cậu đưa cho tớ làm gì? Anh lăn lộn công tác cả năm Xuống thành phố cho giải sầu Em ở huyện Vợ một bên Hai con một bên Đi làm gì cho rách chuyện Trọng cười Lâu lâu cũng nên rời áo vợ ra cho khôn lớn Hoàn bảo Họ định kiến với anh Làm gì có thứ hội nghị gì mà đại biểu do cấp trên chỉ định Trọng bảo Có nhiều chứ Nhưng dưới các hình thức khôn khéo hơn Làm thế này Thì quả là trắng trợn và cũng thiếu thông minh. Anh cười, nhớ lại bộ mặt tái xanh của Nghĩa. Ông cha cố nhầm chuồng và bên cạnh bộ mặt của ông tình ủy viên ấy là gương mặt người đàn bà đã từng quen tới tận muộn ruồi dưới chân tóc. Trọng hiểu, mọi sự là do bích sắp đặt. Khi đã không thể là tình nhân của cô, anh buộc phải lùi xa vùng đất cô đang sống. Giá như Bích sinh vào một thời đại khác và tài sắc khá khá hơn, hẳn cô sẽ được liệt vào loại từ huy hoặc võ tắc thiên cách đây một tháng anh nghe tin cô chúng đảng ủy ngành hất chân mụ thìn người đứng lên giới thiệu cô vào đảng không hiểu trong đại hội tình đảng bộ vừa rồi cô đã leo được tới nấc thang nào trên con đường cô chọn trọng. trọng không còn thù hận như nhiều người đàn ông khác rơi vào tình cảnh của anh ngôi nhà thị trấn anh gửi một người bạn tất cả những phương án trả thù mà người ta mớm vào tai anh anh đều từ chối với một nụ cười buồn Xét cho cùng, mọi thứ trò đó đều buồn thảm. Và để làm gì? Ngoài trời, mưa vẫn bay không dứt. Nước tạt chéo từ đông sang tây thành những dòng trắng đục, xiên xiên. Người đàn ông chợt nhớ tới màu trắng của các khóm nhài. Trước cửa buồn ngủ của anh là giống nhài kép, bông cỡ lớn như bông cẩm trướng. Bàn đêm mùi thơm nó trao chát của nó nức lên. Gương mặt người đàn bà sau lớp vải màn trông hư ảo vòng tay ghi giết của cô, cặp môi dày như những thứ trái cây đầy ứ nhục cảm. Rồi cô yêu anh đến thế, cô thèm khát anh đến thế, rồi cô lại là kẻ hành nhà anh khi không còn sai khiến được anh, không còn dung hòa được nỗi đam mê ấy với thứ dục vọng khác. Thật lạ cho con người, dù sao với anh, cô vẫn còn là một ẩn số, anh chưa hiểu rõ con người tận cùng của cô, cái người đàn bà với tầm nhan sắc bình thường, sừng sốt đã nhảy vào cuộc sống anh, ngửa như gió giữ trao lập một con thuyền mỏng manh, không buồm, không bánh lái. Anh, chú bé cao một thước 78 phân, nặng 64 kg. Trọng bỗng dùng mình, anh thèm được gặp lại Bích, thèm nhìn thấy khuôn mặt ấy, dò thấy đáy sâu tâm hồn ấy. Anh bảo hoang. Được rồi, tớ sẽ đi, còn mấy hôm nữa nhỉ? Hoàn đáp Anh đi là đúng Bốn hôm nữa hội nghị khai mạc Muộn nhất ngày kia anh phải lên đường Hôm ấy bên huyện ủy cũng có người xuống thành phố Chị Uat của họ chạy tốt lắm Em đã nói với họ Dành một chỗ cho anh Trọng nói Tớ không hiểu bộ mặt của mấy ông tổ chức sẽ ra sao Khi không phải là cậu Mà là tớ xuất hiện Hoàn đáp Lờ họ đi Cứ bảo là em ốm Ở đây chỉ có hai anh em mình con đám ấy quen chiều ấm giường êm sức mấy dám leo lên xe reo xe tải mà lên trốn khỉ ho có gáy này